Việt Dũng kính chào quý khán giả và các bạn nghe sách nói thân mến. Rất vui khi gặp lại mọi người trên kênh sách nói. Và hôm nay Việt Dũng tiếp tục gửi tới quý khán giả cũng như các bạn cuốn sách tiếp theo của tiến sĩ Joseph Murphy có tựa đề Các bước để chữa lành. Cuốn sách Các bước để chữa lành của tác giả tiến sĩ Joseph Murphy, người dịch Việt Dũng, sách nói VN. Chỉ có một sức mạnh chữa lành, nó được gọi bằng nhiều cái tên, chẳng hạn như Chúa, sự hiện diện chữa lành vô hạn, thiên nhiên, tình yêu thiêng liêng, sự quan phòng của Chúa, sức mạnh chữa lành kỳ diệu, sự sống, nguyên tắc cuộc sống, cũng như nhiều thứ khác. Sự hiện diện chữa lành vô hạn này của sự sống mà Chúa Giêsu gọi là Cha là tác nhân chữa lành mọi bệnh tật, dù là tinh thần, tình cảm hay thể chất. Cuốn sách này chứa các bài tập để hỗ trợ người đọc khai thác sức mạnh chữa lành tuyệt vời này mà tất cả chúng ta xứng đáng có được, để đem lại sức khỏe dồi dào, hạnh phúc an lành và cuộc sống viên mãn. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta đi vào nội dung của cuốn sách Các bước để chữa lành. Tiến sĩ Joseph Murphy sinh năm 1898 và ông mất năm 1981. Tiến sĩ Murphy đã viết, giảng dạy, tư vấn và thuyết trình cho hàng ngàn người trên khắp thế giới trong gần 50 năm. Ông sinh năm 1898. Ông được đào tạo tại Ireland và Anh. Nhiều năm nghiên cứu về các tôn giáo lớn trên thế giới đã thuyết phục ông rằng một sức mạnh vĩ đại nào đó nằm sau tất cả, chính là sức mạnh bên trong bạn. Tiến sĩ Murphy là mục sư, giám mục của nhà thờ khoa học tôn giáo ở Los Angeles trong 28 năm, nơi các bài giảng của ông đã được 1.300 đến 1.500 người tham dự vào mỗi chủ nhật. Chương trình phát thanh hàng ngày của ông trong suốt thời gian đó đã vô cùng nổi tiếng. Ông chuyển đến Laguna Hills, California vào năm 1976, nơi ông tiếp tục thuyết giảng vào chủ nhật hàng tuần cho đến khi ông mất vào năm 1981. Tiến sĩ Murphy là một chuyên gia nổi tiếng thế giới về thuyết tâm linh và năng lực của tâm trí, là tác giả của gần 50 cuốn sách bao gồm Sức mạnh tiềm thức và Bí mật của tinh dịch. Ông vẫn là ngọn hải đăng của sự khai sáng và nguồn cảm hứng cho những tín đồ trung thành. Joseph Murphy bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi ý tưởng về một tâm trí có ý thức và tiềm thức hoạt động đồng bộ trong một con người hạnh phúc, toàn diện. Năng lực là ý muốn của Đức Chúa Trời hoạt động trong mỗi chúng ta. Ý Chúa đối với bạn là một điều gì đó kỳ diệu, tuyệt vời và đẹp đẽ, vượt qua cả những ước mơ khó tin nhất của con người. Chúa là sự bình an tuyệt đối và không thể mong muốn nỗi đau. Chúa là niềm vui vô bờ bến và không thể mong muốn nỗi buồn. Chúa là tình yêu vô bờ bến và không thể làm điều gì không yêu thương được. Chúa là sự trọn vẹn, vẻ đẹp và sự hoàn hảo và không thể mong muốn bệnh tật. Chúa vẫn như ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Ngoài ra, Thiên Chúa là vô vị. Con người tự thưởng và trừng phạt bản thân dựa trên cách thức mà tâm trí ý thức ghi dấu vào tiềm thức của mình. Nếu con người nghĩ tốt, anh ta sẽ nhận được điều tốt, và nếu anh ta nghĩ xấu, điều ác không thể là tránh khỏi. Trích trong Cách sử dụng các quy luật của tâm trí. Murphy nhận ra rằng suy nghĩ, cảm xúc, trí tưởng tượng và niềm tin ảnh hưởng đến sự thịnh vượng và sức khỏe. Khi bạn dừng lại và suy nghĩ, bạn nhận ra rằng mọi thứ bạn làm và bạn từ chối làm trước đây đều do thái độ của tâm trí, một cách suy nghĩ của bạn quyết định. Cuộc sống thường ngày, đơn điệu, rất có thể bạn cũng đang đắm chìm trong quá khứ và lặp lại những khuôn mẫu tinh thần xưa cũ. Trải nghiệm tiêu cực được xem như nguyên tắc sống, giúp chúng ta thoát khỏi trạng thái uể oải để tìm ra giải pháp và hướng tới một điều gì đó cao cả hơn. Trong các cuộc nói chuyện trên đài phát thanh và nói chuyện trực tiếp của mình, Murphy đã dạy cách thay đổi suy nghĩ tiêu cực. Ông chủ yếu dựa vào Kinh Thánh, đặc biệt là Thi Thiên, như một hướng dẫn để có suy nghĩ đúng đắn. Ông thường có một khách hàng đến gặp ông khi họ gặp khó khăn, và khi đọc Thi Thiên hoặc một câu Kinh Thánh sao cho phù hợp với hoàn cảnh của họ. Sau đó, họ nói điều này theo cách khẳng định như một phương tiện truyền thông điệp từ ý thức đến tiềm thức.
Murphy đã thẳng thắn về niềm tin phổ biến, đó là mê tín. Nếu là ý Chúa, điều đó là quá vô lý từ lời nói. Ý muốn của Chúa là thước đo lớn hơn cho cuộc sống, tự do, sự thể hiện và sự phát triển. Hãy kết hợp ý thức và tiềm thức của bạn lại với nhau tại một thời điểm. Sau đó bạn sẽ biến mong muốn của mình thành hiện thực. Một sự mê tín khác đó là: nếu nó phù hợp với tôi, điều gì không phù hợp với bạn? Điều đó phù hợp với bạn để sống cuộc sống dư giả. Ông ấy nhận thức được thế giới đang ảnh hưởng đến chúng ta. Hãy tiếp tục cầu nguyện. Ông ấy sẽ khuyên như vậy. Sự giàu có trên thế giới là ở đó cho tất cả mọi người tận hưởng. Nếu bạn chưa hòa mình vào sự huyền ảo của thế giới, Murphy nhắc chúng ta rằng: gia súc trên ngàn ngọn đồi là của bạn, tiếng hót của chim là của bạn. Bạn có thể thưởng thức các vì sao trên trời, sương sớm, hoàng hôn và mặt trời mọc. Có đủ trái cây thối rữa ở vùng nhiệt đới để nuôi sống cả nhân loại. Tiềm thức có thể được làm giàu với những ý tưởng giàu có, và sự giàu có sẽ theo sau. Đây là những quy luật tâm linh. Những lời khẳng định và cầu nguyện trong các cuốn sách của Murphy chủ yếu dựa vào các trích dẫn trong Kinh Thánh, sau đó được mở rộng để phù hợp với hoàn cảnh cá nhân. Người đọc theo khuynh hướng khác nhau vẫn có thể tìm thấy những bài suy niệm hữu ích trong những cuốn sách này nếu họ muốn thay đổi cách diễn đạt từ Chúa, nữ thần, thần sáng tạo, ý thức phổ quát hoặc thứ gì khác phù hợp hơn với họ. Ông cung cấp nhiều câu chuyện để minh họa cách thức hoạt động của các nguyên tắc để tạo ra sự thịnh vượng về tài chính, sức khỏe, ý tưởng sáng tạo, các mối quan hệ hài hòa và hơn thế nữa. Họ là những ví dụ điển hình về hoạt động của các quy luật của ý thức thịnh vượng trong thế kỷ 20. Murphy dựa trên bản thảo của Quimby. Phineas Pacut Quimby đã từng kêu gọi một người phụ nữ lớn tuổi, què quặt, bị băng bó và chống nạn. Ông ta nói rằng căn bệnh của bà ấy là do bà ấy bị giam cầm bởi một tín điều quá nhỏ và bị ràng buộc đến nỗi bà ấy không thể đứng thẳng hoặc di chuyển về phía trước. Bà ấy đang sống trong một ngôi mộ của sự sợ hãi và thiếu hiểu biết. Hơn nữa, bà ấy đang đọc Kinh Thánh theo nghĩa đen, và điều đó làm bà ấy sợ hãi. Trong ngôi mộ này, Quimby cho biết sự hiện diện của Chúa đang cố gắng phá vỡ các song sắt, phá vỡ các giải băng quấn quanh và chống lại từ cõi chết. Khi người phụ nữ hỏi người khác giải thích về một số đoạn Kinh Thánh, câu trả lời sẽ giống như một hòn đá, và bà ấy sẽ đói chiếc bánh của sự sống. Tiến sĩ Quimby chẩn đoán trường hợp của bà là đầu óc bị vẩn đục và trì trệ do bị kích động và sợ hãi. Nguyên nhân là do không thể nhìn rõ ý nghĩa của những đoạn Kinh Thánh mà bà đã đọc. Tình trạng này thể hiện trong cơ thể bà bằng một cảm giác nặng nề, uể oải. Tình trạng này sẽ kết thúc trong trạng thái tê liệt. Quimby hỏi người phụ nữ đó ý câu sau: ta còn ở với các ngươi ít lâu nữa, rồi ta đi về cùng đấng sai ta đến. Sách Răng chương 7 mục 33. Bà ấy trả lời rằng điều đó có nghĩa là Chúa Giê-xu đã lên thiên đàng. Quimby đã làm rõ ý nghĩa của đoạn Kinh Thánh bằng cách giải thích việc Ngài ở bên bà ấy một chút thời gian có nghĩa là lời giải thích về các triệu chứng, cảm giác và nguyên nhân của chúng. Có nghĩa là Ngài ấy có lòng trắc ẩn và thông cảm cho bà trong giây lát, nhưng không thể ở lại trạng thái tinh thần đó. Bước tiếp theo là đến với đấng đã sai ta đến, chính là sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong mọi người. Quimby ngay lập tức du hành trong tâm trí và suy nghĩ về sức khỏe hoàn hảo. Đó là một phần của Chúa. Ông ta nói với người phụ nữ: ta đi, các ngươi sẽ tìm ta, và các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình. Các ngươi không thể đến được nơi ta đi. Sách Răng chương 8 mục 21. Lời giải thích này tạo ra một cảm giác tức thời trong người phụ nữ và một sự thay đổi trong tâm trí bà ấy. Bà ấy đi bộ mà đã không cần nạng. Bà ấy đã từng chết vì lỗi lầm, và sự thật là làm cho bà ấy sống lại từ cõi chết. Tôi đã trích dẫn sự phục sinh của đấng Christ và áp dụng nó cho sức khỏe của chính bà ấy. Nó tạo ra một hiệu ứng mạnh mẽ đối với bà ta. Trích lời từ bản thảo của Quimby. Hãy áp dụng nguyên tắc chữa lành này trong cuộc sống của chính bạn. Ví dụ, giả sử rằng con trai bạn bị ốm, hãy đi vào bên trong cậu ta, người đã gửi cho bạn, tức là Chúa hay sự sống,
đã gửi tất cả chúng ta đến thế giới. Đức Chúa Trời là tất cả hạnh phúc, hài hòa, bình an, sắc đẹp, trí tuệ và sự hoàn hảo. Hãy quay đầu trong suy nghĩ và lặng lẽ nhận ra rằng sự khôn ngoan và trí tuệ vô hạn của Đức Chúa Trời đang ở ngay trong bạn. Trí tuệ sống động và quyền năng của Đức Chúa Trời đã gửi bạn đến thế giới này và tạo hình tất cả các cơ quan của bạn từ khuôn mẫu vô hình của chính nó. Bây giờ, bạn đang chuyển sang đấng tạo ra cơ thể của bạn. Bạn đang thoải mái, bình yên, đĩnh đạt, điềm tĩnh. Bạn hoàn toàn tin tưởng rằng đấng tạo hóa của cơ thể và tâm trí bạn có thể tạo ra và tô điểm lại cơ thể bạn theo khuôn mẫu thiêng liêng của chính Ngài. Bạn đã thấy con trai mình ốm yếu và đau đớn, nhưng bây giờ, trong lúc thiền định, bạn đang nói chuyện với sự hiện diện của Chúa, kêu gọi sức mạnh chữa lành. Hãy nghĩ đến con trai của bạn và ngay lập tức sống trong sự bình an, sức khỏe và sự hòa hợp của Đức Chúa Trời. Bạn biết rằng những phẩm chất, năng lực và khía cạnh của Chúa hiện đang được phản ánh trong cậu bé của bạn. Bây giờ, bạn đang nhận được vào bầu không khí tinh thần của sức khỏe. Quimby cũng vậy, bạn đang suy ngẫm về lý tưởng thiêng liêng, đó là sự hoàn hảo, trọn vẹn và hài hòa cho con trai của bạn. Làm điều này thường xuyên 3 hoặc 4 lần mỗi ngày, cho đến khi bạn tin vào ý tưởng về sức khỏe hoàn hảo. Khi bạn đã tinh thần chấp nhận ý tưởng rằng quyền năng chữa lành của Đức Chúa Trời đang làm việc cho con trai bạn, đó là một phương pháp điều trị. Các ngươi sẽ kiếm ta mà chẳng thấy, và nơi ta ở các ngươi không thể đến được. Sách Giăng chương 7 mục 34. Có nghĩa là những người khác có thể thắc mắc bạn đang làm gì và không thể theo dõi bạn trong sự hiểu biết hoặc niềm tin. Và nơi ta ở các ngươi không thể đến được. Các thành viên khác trong gia đình bạn hoặc bản thân bệnh nhân có thể không thể tỉnh táo và đi vào cảm giác khỏe mạnh hoàn hảo bởi vì họ bị bao bọc bởi những niềm tin trần tục. Quimby nói rằng niềm tin sai lầm của con người là hầm chứa trong đó thì trí tuệ của Chúa bị giam cầm. Và sự thật là thiên thần cuốn đi tảng đá mê tín và ngu dốt để chữa lành tâm trí và cơ thể. Từ điều trị được sử dụng trong vòng tròn tư tưởng mới, có nghĩa là sự tương tác và chỉ đạo hài hòa của sức mạnh ý thức và tiềm thức cho một mục đích cụ thể xác định. Khi điều trị cho người khác hoặc bản thân, chúng ta không bao giờ đồng nhất với căn bệnh này. Chúng ta cảm thương người ấy trong giây lát. Hỡi các con trẻ ta còn tạm ở với các ngươi sẽ tìm ta. Sách Giăng chương 13, mục 33. Sau đó, chúng ta đi đến Thượng Đế và Thiên Đàng, nhận ra sự hoàn hảo lý tưởng của bệnh nhân. Niềm tin tà thuật hay nỗi sợ hãi và nghi ngờ không thể đi vào nơi tin tưởng vào quyền năng của Đức Chúa Trời. Trong lời cầu nguyện, chúng ta là một với Chúa, sự hiện diện và quyền năng duy nhất. Đây là một ví dụ về cách một người phụ nữ áp dụng kỹ năng này trong việc điều trị cho con mình. Con cô bị bệnh rất nặng và tất cả mọi người, ngoại trừ người mẹ, đã từ bỏ hy vọng cứu sống nó. Cô ngồi bên giường bệnh của đứa trẻ và cầu nguyện như sau: Chúa là sự sống của con tôi và quyền năng chữa lành của Ngài đang chảy qua từng nguyên tử trong con người cậu bé. Sự bình an của Chúa tràn ngập tâm trí và thể xác của cậu ấy, và nhờ quyền năng của Ngài, con tôi được chữa lành hoàn hảo. Cô lặng lẽ lặp đi lặp lại lời cầu nguyện đơn giản này, cố gắng khơi dậy ý tưởng về sức khỏe trong tâm trí. Cô ấy biết trực giác và bản năng khi cô ấy tiếp tục cầu nguyện rằng cô ấy sẽ đạt đến điểm bình yên nội tâm về chàng trai của mình. Sau vài giờ, đứa trẻ bắt đầu quấy khóc và đòi ăn. Bác sĩ khám cho cháu bé và cho biết cháu đã qua cơn nguy kịch. Cô nhận ra sự thật đã giải thoát cho con cô. Lý trí và giác quan của chúng ta có thể thắc mắc, chế giễu, cười nhạo. Nhưng nếu chúng ta đi vào bên trong, biết rằng khi chúng ta cảm thấy điều gì đó là sự thật, toàn năng sẽ thay mặt chúng ta, thì cho dù cả thế giới sẽ phủ nhận điều đó, chúng ta sẽ chứng minh ước muốn của chúng ta. Bởi vì chúng ta được niêm phong trong đức tin. Theo như đức tin các ngươi phải được thành vậy. Sách Matthew chương 9 mục 29. Quy luật chữa lành kỳ diệu. Chỉ có một sức mạnh chữa lành, nó được gọi bằng nhiều cái tên
chẳng hạn như Chúa, sự hiện diện chữa lành vô hạn, thiên nhiên, tình yêu thiêng liêng, sự quan phòng của Chúa, sức mạnh chữa lành kỳ diệu, sự sống, nguyên tắc cuộc sống, cũng như nhiều thứ khác. Kiến thức này quay trở lại khoảng tối của quá khứ. Người ta đã tìm thấy một dòng chữ trên các ngôi đền cổ đại có nội dung như sau: bác sĩ băng bó vết thương và Chúa chữa lành cho bệnh nhân. Sự hiện diện chữa lành của Đức Chúa Trời ở trong bạn. Không có nhà tâm lý học, mục sư, bác sĩ phẫu thuật, linh mục hoặc bác sĩ tâm thần chữa bệnh cho bất kỳ ai. Ví dụ, bác sĩ phẫu thuật loại bỏ một khối u, do đó loại bỏ khối cản và mở đường cho quyền năng chữa lành của Chúa phục hồi bạn. Nhà tâm lý học hoặc bác sĩ tâm thần cố gắng loại bỏ khối cản tâm thần và khuyến khích bệnh nhân áp dụng một thái độ tinh thần mới có xu hướng giải phóng sự hiện diện chữa lành chảy qua bệnh nhân như sự hài hòa, sức khỏe và bình an. Mục sư thì yêu cầu bạn tha thứ cho bản thân và những người khác, đồng thời hòa hợp với vô hạn bằng cách để sức mạnh chữa lành của tình yêu, hòa bình và thiện chí chảy qua tiềm thức của bạn, từ đó tẩy sạch tất cả những hình mẫu tiêu cực có thể tồn tại ở đó. Sự hiện diện chữa lành vô hạn này của sự sống mà Chúa Giêsu gọi là Cha là tác nhân chữa lành mọi bệnh tật, dù là tinh thần, tình cảm hay thể chất. Khả năng chữa lành kỳ diệu này trong tiềm thức của bạn, nếu được hướng dẫn một cách khoa học, có thể chữa lành tâm trí, cơ thể và mọi vấn đề của bệnh tật và trở ngại. Sức mạnh chữa lành này sẽ đáp ứng cho bạn bất kể chủng tộc, tín ngưỡng hay màu da. Nó không quan tâm đến việc bạn có thuộc về bất kỳ nhà thờ hay bạn có bất kỳ liên kết tín ngưỡng nào hay không. Bạn đã có hàng trăm lần chữa bệnh kể từ khi bạn còn là một đứa trẻ. Bạn có thể nhớ lại sự hiện diện chữa lành này đã mang lại kết quả chữa bệnh như thế nào đối với các vết cắt, vết bỏng, vết bầm tím, vết thương hay bong gân, vân vân. Và trong mọi khả năng, giống như tác giả, bạn đã không hỗ trợ về chữa lành bằng bất kỳ cách nào qua việc áp dụng các biện pháp bên ngoài. Chữa lành bằng ngôn từ thánh linh. Cách đây vài năm, một thanh niên từ một trường đại học địa phương đến gặp tôi với lời phàn nàn rằng anh ta thường xuyên nghe thấy những tiếng nói của linh hồn rằng họ đã bắt anh ta làm những điều tồi tệ và họ sẽ không để anh ta yên. Họ cũng không cho phép anh ta đọc kinh thánh hoặc các sách thuộc linh khác. Anh tin chắc rằng mình đang nói chuyện với những đấng siêu nhiên. Người đàn ông trẻ tuổi này rất tự tin và không biết rằng tất cả con người đều sở hữu khả năng này ở một mức độ nào đó. Anh ta bắt đầu nghĩ rằng đó là do linh hồn ma quỷ. Niềm tin mê tín của anh ta đã khiến anh ta gán nó cho những linh hồn đã chết. Trải qua sự lo lắng thường xuyên, anh ấy đã trở thành một người tầm thường về chủ đề này. Tiềm thức của anh ta bị chi phối và điều khiển bởi một ám thị ngoại vi toàn năng nhưng sai lầm, dần dần chiếm quyền kiểm soát và làm chủ các khả năng khách quan của anh ta, và lý trí của anh ta từ bỏ ngai vàng của chính mình. Anh ta là cái mà bạn sẽ gọi là không cân bằng về mặt tinh thần, cũng như tất cả những người cho phép niềm tin sai lầm của họ có được sự chủ đạo. Tôi đã giải thích với sinh viên đại học này rằng tiềm thức của anh ta có tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn, cũng như nó có thể bị ảnh hưởng tiêu cực và tích cực. Nhưng anh ta phải đảm bảo rằng anh ta chỉ ảnh hưởng đến nó một cách tích cực, mang tính xây dựng và hài hòa. Tiềm thức sở hữu những sức mạnh siêu việt, nhưng nó đồng thời có thể chấp nhận được những gợi ý tốt và xấu. Lời giải thích mà tôi đưa ra đã gây ấn tượng sâu sắc cho anh ấy. Tôi đã đưa cho anh ấy lời cầu nguyện bằng văn bản lời viết mà anh ấy sẽ lặp lại trong 10 hoặc 15 phút, 3 hoặc 4 lần mỗi ngày. Tình yêu, hòa bình, sự hòa hợp và sự minh triết của Đức Chúa Trời tràn ngập tâm trí và trái tim tôi. Tôi yêu sự thật, tôi nghe sự thật và tôi biết sự thật rằng Đức Chúa Trời là tình yêu và tình yêu của Ngài bao quanh tôi, bao bọc và che chở tôi. Dòng sông hòa bình của Chúa tràn ngập tâm trí tôi và tôi cảm tạ vì sự tự do của mình. Anh lặp lại lời cầu nguyện này một cách chậm rãi, lặng lẽ, tôn kính và với cảm giác sâu sắc, đặc biệt là trước khi ngủ. Bằng cách xác định bản thân với sự hài hòa và bình an, anh ấy đã sắp xếp lại các mô hình suy nghĩ và hình ảnh trong tâm trí của mình và một sự chữa lành sau đó. Anh đã giúp chữa lành tâm trí của mình bằng cách lặp đi lặp lại những sự thật này
cùng với đức tin và thời gian. Lời cầu nguyện của tôi dành cho anh ấy cả đêm và sáng như sau. John đang suy nghĩ đúng đắn. Anh ấy đang phản ánh sự khôn ngoan của Thánh Linh và sự minh triết của vô hạn theo mọi cách. Đó là tiếng nói bên trong của hòa bình và tình yêu thương. Dòng sông hòa bình của Đức Chúa Trời điều khiển tâm trí anh ta, và anh ta đầy khôn ngoan, đĩnh đạc, cân bằng và hiểu biết. Bất cứ điều gì làm anh ta phật lòng bây giờ đều rời bỏ anh ta, và tôi tuyên bố anh ta được tự do và bình an. Tôi thiền định về những lẽ thật này cả đêm và sáng, nhận được cảm giác của sự bình yên và hài hòa. Vào cuối tuần, người thanh niên này hoàn toàn tự do và bình an. Cô ấy không được mong đợi để sống. Cách đây một thời gian, một người phụ nữ nói với tôi rằng con của cô ấy bị sốt rất cao và không mong sống được. Bác sĩ đã kê những liều nhỏ aspirin và cho dùng một chế phẩm kháng sinh. Người mẹ, người có liên quan đến vụ ly hôn được dự tính trước, đã vô cùng kích động và xáo trộn cảm xúc. Cảm giác bị xáo trộn này được truyền qua tiềm thức cho đứa trẻ, và một cách tự nhiên đứa trẻ bị ốm. Trẻ em ở dưới lòng thương xót của cha mẹ và bị điều khiển bởi bầu không khí tinh thần và tình cảm chi phối của những người xung quanh. Chúng vẫn chưa đến tuổi lý trí khi chúng có thể kiểm soát suy nghĩ, biểu tượng cảm xúc và phản ứng của bản thân đối với cuộc sống. Theo gợi ý của tôi, người mẹ quyết định trở nên thoải mái hơn và giảm bớt căng thẳng của mình bằng cách đọc Thi Thiên thứ 23, cầu nguyện để được hướng dẫn và cho sự bình an, hòa thuận của chồng mình. Cô đã dành tình yêu và thiện ý cho anh ta và đã vượt qua sự oán giận, giận dữ trong lòng. Việc mà trẻ bị sốt là do cơn thịnh nộ tức giận bị kìm nén của người mẹ, được trẻ cảm nhận một cách chủ quan và biểu hiện là trẻ sốt cao do tâm trí trẻ bị kích động. Sau khi tĩnh lặng tâm trí của mình, người mẹ bắt đầu cầu nguyện cho đứa con của mình theo cách này. Thần khí là Đức Chúa Trời, là sự sống của con tôi. Thần khí không có nhiệt độ, nó không bao giờ bị ốm hoặc sốt. Sự bình an của Chúa chảy qua tâm trí và cơ thể của con tôi. Sự hài hòa, sức khỏe, tình yêu thương và sự hoàn hảo của Đức Chúa Trời được thể hiện trong từng nguyên tử trong cơ thể con tôi bây giờ. Con tôi đang thư giãn và thoải mái, đĩnh đạc, thanh thản và điềm tĩnh. Tôi bây giờ đang khuấy động món quà của Chúa bên trong cô ấy, và tất cả đều tốt đẹp. Cô lặp lại lời cầu nguyện trên nhiều lần trong ngày. Ngay sau đó, cô nhận thấy một sự thay đổi rõ rệt ở con mình. Cô bé thức giấc và đòi một con búp bê và một thứ gì đó để ăn. Nhiệt độ trở nên bình thường. Chuyện gì đã xảy ra? Cơn sốt đã rời khỏi cô bé vì người mẹ không còn nóng nảy hay kích động trong tâm trí. Tâm trạng bình yên, hài hòa và tình yêu của cô ngay lập tức được đứa trẻ cảm nhận, và một phản ứng tương ứng được tạo ra. Người chữa lành bẩm sinh. Tất cả chúng ta đều là những người chữa lành bẩm sinh, vì một lý do đơn giản là sự hiện diện chữa lành của Đức Chúa Trời ở bên trong tất cả mọi người, và tất cả chúng ta đều có thể liên hệ với nó bằng những suy nghĩ của mình. Nó đáp ứng tất cả. Sự hiện diện chữa lành này ở cả con chó, mèo, cây và chim, nó có mặt ở khắp nơi và là sự sống của vạn vật. Mức độ của niềm tin. Có những mức độ đức tin khác nhau. Có một người nhờ đức tin chữa lành vết loét của anh ta, và một người khác chữa lành một căn bệnh ác tính được gọi là không thể chữa khỏi. Sự hiện diện chữa lành của Đức Chúa Trời có thể dễ dàng chữa lành phổi, lao cũng như chữa lành vết cắt trên ngón tay của bạn. Không có lớn hay nhỏ trong Đức Chúa Trời đã tạo ra tất cả chúng ta. Không có lớn hay nhỏ, không có khó hay dễ. Toàn năng là ở tất cả mọi người. Những lời cầu nguyện của người đàn ông đặt tay lên người khác để gây ra sự chữa lành chỉ đơn giản là kêu gọi sự hợp tác vô thức trong con người của bệnh nhân, cho dù người đó có biết điều đó hay không, hoặc liệu anh ta có quy định điều đó cho sự quan phòng của Chúa hay không, và một sự phản ứng cần có diễn ra tại nơi người bệnh, vì theo đức tin của bệnh nhân là nó được thực hiện cho anh ta. Một trường hợp bại liệt. Một người bạn cũ của tôi ở thành phố New York bị bại liệt và run rẩy cách đây vài năm. Đôi chân của anh ấy sẽ bị bó chặt đến mức không thể di chuyển được. Sự hoảng loạn xảy ra sau đó và bạn tôi sẽ chết đứng tại chỗ, ngay cả khi đang ở giữa một con phố đông đúc. Anh ấy đã đỡ hơn
nhờ thuốc an thần và thuốc chống co thắt do bác sĩ kê đơn. Tuy nhiên, tình trạng sợ hãi, hoảng sợ và điềm báo thường xuyên này đã khiến anh ấy suy sụp. Kỹ năng sau đây được thực hiện. Bước đầu tiên là làm cho anh ta thấy rằng có một sức mạnh chữa lành kỳ diệu bên trong anh ta đã tạo ra cơ thể của anh ta và cũng có thể chữa lành nó. Tôi đề nghị anh ấy đọc chương 5 của sách Luca, các câu từ 18 đến 24. Bấy giờ có mấy người khiêng một kẻ đau bại trên giường kiếm cách đem vào để trước mặt Đức Chúa Giêsu. Nhân vì người ta đông lắm, không biết bởi đâu mà qua, họ bèn trèo lên mái nhà, dỡ ngoái ra, dòng người và giường nhỏ xuống trước mặt Ngài. Giữa đám đồ hội, Đức Chúa Giêsu thấy đức tin của họ bèn phán rằng: Hỡi người, tội lỗi ngươi đã được tha. Các thầy thông giáo và người Pha-si-ri bèn nghị luận rằng: Người này là ai mà nói phạm thượng vậy? Ngoài Đức Chúa Trời, há có ai tha tội được sao? Nhưng Đức Chúa Giêsu biết ý tưởng họ, cất tiếng phán rằng: Các ngươi nghị luận gì trong phòng? Này nói rằng: Tội ngươi đã được tha, hoặc rằng: Ngươi hãy đứng dậy mà đi, thì bên nào dễ hơn? Và hầu cho các ngươi biết, con người ở thế gian có quyền tha tội. Ngài phán cùng kẻ bại rằng: Ta biểu ngươi đứng dậy, vác giường, trở về nhà. Sách Luca chương 5, mục từ 18 đến 24. Và một đoạn khác liên quan đó là sách Mác chương 2, mục từ 3 đến 5. Bấy giờ có mấy kẻ đem tới cho Ngài một người đau bại, có bốn người khiêng, nhưng vì đông người không lại gần Ngài được nên dở mái nhà ngay chỗ Ngài ngồi. Rồi do lỗ đó dòng giường người bại nằm xuống. Đức Chúa Giêsu thấy đức tin họ bèn phán cùng kẻ bại rằng: Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. Sách Mác chương 2, mục từ 3 đến 5. Người Chúa Giêsu nói với người đàn ông bại liệt: Và để cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội, ta biểu ngươi hãy đứng dậy, vác giường đi về nhà. Sách Mác chương 2, mục 10-11. Anh đọc những câu thơ này một cách say mê và vô cùng xúc động. Tôi giải thích với anh ấy rằng chiếc ghế dài hoặc chiếc giường được đề cập trong Kinh Thánh có nghĩa là chiếc giường mà một người đàn ông nằm trong tâm trí của chính mình. Không nghi ngờ gì nữa, người đàn ông bại liệt trong Kinh Thánh đang nằm dưới những suy nghĩ sợ hãi, nghi ngờ, lên án, tội lỗi và mê tín. Những suy nghĩ này làm tê liệt tâm trí và cơ thể. Chúng ta được cho biết rằng Chúa Giêsu đã chữa lành cho người bại liệt bằng cách tha thứ cho tội lỗi của anh ta. Tội lỗi là bỏ lỡ mục tiêu, dấu hiệu của sức khỏe, hạnh phúc và hòa bình. Bạn tha thứ cho bản thân bằng cách xác định tinh thần và cảm xúc với lý tưởng của bạn và tiếp tục làm như vậy cho đến khi nó đến trong bạn như một niềm tin hoặc hiện thân chủ quan. Bạn cũng đang phạm tội khi bạn suy nghĩ tiêu cực, hoặc nếu bạn bực bội, căm ghét, lên án, hoặc sợ hãi hay lo lắng. Bạn luôn phạm tội khi bạn đi chệch hướng hay chạy trốn khỏi mục tiêu đã công bố hoặc mục tiêu của bạn trong cuộc sống. Điều đó phải luôn luôn được bình an, hài hòa, trí tuệ và sức khỏe hoàn hảo thì cuộc sống càng thêm dồi dào. Bạn tôi thừa nhận với tôi rằng anh ấy có đầy lòng căm thù đối với một người anh em đã qua mặt anh ấy nhiều năm trong một thương vụ tài chính. Anh ta cũng đầy tội lỗi và tự lên án, và anh ta nhận ra rằng giống như người bại liệt trong Kinh Thánh, anh ta không thể được chữa lành cho đến khi tội lỗi của anh ta được hủy bỏ chỉ bằng cách tha thứ cho bản thân và anh trai mình. Anh tự nhận rằng tình trạng thể chất của mình khá là khó khăn, nhưng anh không cần phải như vậy. Anh hướng về sự hiện diện chữa lành của Đức Chúa Trời bên trong anh và khẳng định một cách quả quyết: Tôi hoàn toàn tha thứ và tự do cho bản thân vì chứa đựng những suy nghĩ tiêu cực và phá hoại, và tôi quyết tâm thanh tẩy tâm trí từ bây giờ. Sự ban phước của Chúa, giờ đây tôi được phù hợp với quyền năng chữa lành vô hạn, và tôi cảm thấy tình yêu thiêng liêng chảy qua từng nguyên tử của con người tôi. Tôi biết rằng tình yêu của Chúa hiện đang thấm nhuần và bão hòa toàn bộ cơ thể tôi, khiến tôi trở nên toàn vẹn và hoàn hảo. Tôi cảm nhận được sự bình an vượt quá sự hiểu biết của con người. Cơ thể tôi là ngôi đền của Đức Chúa Trời hằng sống, và Đức Chúa Trời ở trong đền thánh của Ngài, và tôi được tự do. Khi suy ngẫm về những lẽ thật này, anh ấy dần trở nên khỏe mạnh và hài hòa. Khi anh ấy thay đổi ý định, anh ấy đã thay đổi cơ thể của mình. Những thái độ thay đổi làm thay đổi mọi thứ. Hôm nay, anh ấy bước đi một cách vui vẻ và tự do, hoàn toàn
được chữa lành. Anh ấy chữa lành bàn tay bị liệt của mình. Một thanh niên giận dữ đến phỏng vấn tôi, nói rằng ông chủ của anh ta đã sa thải anh ta và nói: anh giống như một người đàn ông trong kinh thánh với bàn tay bị bại liệt. Anh ấy nói với tôi: ý ông ta là gì? Tay tôi không sao cả, chúng hoàn toàn bình thường. Lời giải thích của tôi như sau: để giải thích đúng kinh thánh, cần phải hiểu rằng các nguyên tắc được nhân cách hóa như con người để làm cho sự miêu tả và tương tác trở nên sinh động và mạnh mẽ. Chúng ta không nên giới hạn câu chuyện về người đàn ông và bàn tay bị liệt theo nghĩa đen của nó. Bàn tay là biểu tượng của quyền năng, phương hướng và sự hiệu quả. Với bàn tay của bạn, bạn nhào nặn, định hình, trực tiếp và thiết lập. Nói một cách hình tượng, một người đàn ông có bàn tay bị liệt khi anh ta có mặc cảm tự ti và cảm thấy tội lỗi, thiếu thốn, hoặc là một người thất bại. Một người đàn ông như vậy không hoạt động hiệu quả và không thể hiện quyền năng do Đức Chúa Trời ban cho. Chàng trai trẻ này thừa nhận rằng ước mơ, hoài bão, lý tưởng, kế hoạch và mục đích của anh ta đã khô héo và đóng băng trong tâm trí vì anh không biết làm thế nào để biến chúng thành hiện thực. Không biết các quy luật của tâm trí và cách cầu nguyện đúng cách, anh thấy rằng những ý tưởng tuyệt vời của anh đã chết ngay trong đầu anh, dẫn đến thất vọng và rối loạn thần kinh. Anh ta đang trì trệ, chết trên cây nho theo đúng nghĩa đen. Hơn nữa, anh ta đang hạ cấp và đánh giá thấp bản thân. Thái độ của anh ta đối với cuộc sống đều sai lầm. Hơn nữa, anh ta thừa nhận rằng công việc của mình là kém chất lượng và đồi trụy. Bàn tay của anh ấy, tức là khả năng đạt được và hoàn thành của anh, bị liệt khi tự nói với chính mình: nếu tôi có bộ não của Joe, hoặc sự giàu có của anh ấy, hay các mối liên hệ của anh ấy, vân vân, tôi có thể thăng tiến và trở thành ai đó. Nhưng hãy nhìn tôi đi, chẳng là ai cả. Tôi sinh ra ở sai nơi. Tôi không hài lòng với rất nhiều điều của tôi. Tôi có một bàn tay bị liệt. Tuy nhiên, một sự thay đổi đáng chú ý đã xảy ra ở người đàn ông này khi anh ta quyết định giơ tay ra bằng cách mở rộng khái niệm và ước tính của mình về bản thân. Anh ấy đã hình thành trong đầu mình một hình ảnh về những gì anh ấy muốn đạt được, tức là chỉ đạo một tổ chức lớn và thành công. Anh ấy bắt đầu thường xuyên khẳng định: tôi có thể làm tất cả mọi việc nhờ vào sức mạnh của Thượng Đế, sức mạnh, hướng dẫn, kiểm soát và chỉ đạo tôi. Tôi nhận ra rằng tôi đang đi đúng tầm nhìn của mình. Giờ đây, tôi quay lại với niềm tin và sự tin tưởng vào đấng vô hạn. Trí tuệ bên trong tôi biết rằng tôi được hướng dẫn bởi một quyền năng bên trong. Tôi biết trong trái tim mình rằng sức mạnh của Chúa chảy qua các mô hình suy nghĩ và hình ảnh trong tâm trí tôi, và tôi đang chịu sự thúc ép của Thánh Linh để thành công. Khi xác định được tinh thần và cảm xúc của mình với những khái niệm mới này, anh ấy đã được thăng chức và hiện là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn. Mức lương hiện tại của anh ấy vượt quá 75.000 đô la mỗi năm. Làm thế nào trường hợp vô vọng được chữa lành? Đức Chúa Giê-xu ra lệnh cho người chết: đoạn Ngài lại gần giờ quan tài thì kẻ khiêng dừng lại. Ngài bèn phán rằng: hỡi người trẻ kia, ta biểu ngươi trở dậy. Người chết vùng ngồi dậy và khởi sự nói: Đức Chúa Giê-xu giao người lại cho mẹ. Sách Luca chương 7 mục 14-15. Khi nó nói rằng người chết ngồi dậy và bắt đầu nói, điều đó có nghĩa là khi lời cầu nguyện của bạn được đáp lại, bạn sẽ nói bằng một ngôn ngữ mới của sức khỏe, vui vẻ, và bạn toát ra vẻ rạng rỡ bên trong. Những hy vọng và mong muốn đã chết của bạn nói lên rằng khi bạn làm chứng cho những niềm tin và giả định bên trong của chính mình. Như một hệ quả của điều này, tôi muốn kể về một người đàn ông trẻ tuổi mà tôi đã thấy ở Ireland vài năm trước. Anh ấy là họ hàng xa. Anh ta đang trong tình trạng hôn mê. Thận của anh ta đã không hoạt động trong 3 ngày. Tình trạng của anh ấy đã được cho là vô vọng khi tôi đến gặp anh. Đi cùng với một trong những người anh em của anh, tôi biết anh ấy là một tín đồ công giáo sùng đạo, và tôi nói với anh ấy: Chúa Giê-xu đang ở ngay đây, và Ngài ấy nhìn thấy anh. Ngài đang đưa tay ra, và chính là lúc này đang đặt tay lên trên vai anh. Tôi lặp lại điều này vài lần, chậm rãi, nhẹ nhàng và tích cực. Anh ấy đã bất tỉnh khi tôi nói và không nhận thức được một cách có ý thức về một trong hai chúng tôi. Tuy nhiên, anh ta ngồi dậy trên giường, mở mắt và nói với cả hai chúng tôi: Chúa Giê-xu đã ở đây. Tôi biết tôi được chữa lành. Tôi sẽ sống. Chuyện gì đã xảy ra?
tiềm thức của người đàn ông này đã chấp nhận lời tuyên bố của tôi rằng Chúa Giêsu ở đó, và tiềm thức của anh ta dự đoán hình thái suy nghĩ đó, tức là khái niệm về Chúa Giêsu của người đàn ông này được mô tả dựa trên những gì anh ta nhìn thấy trong các bức tượng, tranh vẽ trong nhà thờ, vân vân. Anh ta tin rằng Chúa Giêsu đang ở đó và người đã đặt tay trên vai mình. Những độc giả của cuốn sách của tôi, Sức Mạnh Tiềm Thức, đều nhận thức được sự thật rằng bạn có thể nói với một người đàn ông đang ở trong cơn mê rằng ông của anh ta hiện đang ở đây và anh ta sẽ nhìn thấy rõ ông của mình. Anh ta sẽ thấy những gì anh ta tin đó là ông của mình. Tiềm thức của anh ấy tiết lộ hình ảnh của ông nội dựa trên hình ảnh ký ức tiềm thức của anh ấy. Bạn có thể đưa ra gợi ý hay ám thị ngoại vi về hậu thôi miên cho chính người đàn ông đó bằng cách nói với anh ta: khi bạn thoát ra khỏi trạng thái thôi miên này, bạn sẽ chào ông của bạn và nói chuyện với ông ấy. Và anh ta sẽ làm chính xác điều đó. Đây được gọi là ảo giác chủ quan. Đức tin được nhen nhóm trong vô thức của người họ hàng công giáo của tôi dựa trên niềm tin vững chắc của anh ấy rằng Chúa Giêsu đến để chữa bệnh cho anh ta. Đây chính là yếu tố chữa lành. Nó luôn luôn được thực hiện cho chúng ta theo đức tin của chúng ta, niềm tin tinh thần của chúng ta, hoặc đôi khi chỉ là niềm tin mù quáng. Tiềm thức của anh có thể chấp nhận được gợi ý của tôi. Tâm trí tiềm thức của anh ta đã tiếp nhận và hành động theo ý tưởng mà tôi đã gieo vào tâm trí anh ấy. Theo một nghĩa nào đó, bạn có thể gọi một sự việc như vậy là sống lại của người chết. Đó là sự hồi sinh của sức khỏe và sức sống. Theo niềm tin của anh ta là nó đã được thực hiện với anh ta. Niềm tin mù quáng và niềm tin chân chính. Niềm tin chân chính dựa trên kiến thức về cách thức hoạt động của bộ óc có ý thức và tiềm thức, cũng như sự kết hợp hoạt động hài hòa của hai cấp độ tâm trí này theo hướng khoa học. Niềm tin mù quáng đang được chữa lành mà không có bất kỳ sự hiểu biết khoa học nào về những thế lực liên quan. Bác sĩ tà đạo hoặc bác sĩ phù thủy trong rừng rậm châu Phi chữa bệnh bằng đức tin và xương của những con chó được tín đồ cho là xương của các vị thánh cũng vậy, hoặc bất cứ thứ gì khác khiến tâm trí con người chuyển từ sợ hãi sang đức tin. Trong tất cả các trường hợp, bất kể kỹ thuật, quy trình mô thức, câu thần chú hoặc lời cầu khẩn được cung cấp cho các vị thánh và linh hồn, tức là chính tiềm thức sẽ thực hiện việc chữa lành. Bất cứ điều gì bạn tin là có hiệu quả ngay lập tức trong tiềm thức của bạn. Hãy giống như một cậu bé 8 tuổi trong ngôi trường Sunday của chúng ta. Thuốc nhỏ mắt không làm sạch mắt cậu ta, và cậu ta cầu nguyện như sau: Chúa ơi, Chúa đã làm sạch đôi mắt cho tôi yêu cầu hành động, tôi muốn chữa lành ngay bây giờ. Cảm ơn, cảm ơn. Thầy dạy luật thưa rằng ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Đức Chúa Giêsu phán rằng hãy đi làm theo như vậy. Sách Luca chương 10 mục 37. Làm thế nào để cung cấp một liệu pháp điều trị tinh thần? Điều trị tâm linh có nghĩa là bạn hướng về Đức Chúa Trời ngự trị và nhắc nhở bản thân về sự bình an, hài hòa, trọn vẹn, vẻ đẹp, tình yêu vô bờ bến và quyền năng vô hạn của Ngài. Hãy biết rằng Đức Chúa Trời yêu bạn và quan tâm đến bạn. Khi bạn cầu nguyện theo cách này, nỗi sợ hãi sẽ dần biến mất. Nếu bạn cầu nguyện về tình trạng bệnh tim, đừng nghĩ tim bị bệnh, vì đây sẽ không phải là suy nghĩ tâm linh. Suy nghĩ là tất cả những thứ. Suy nghĩ tâm linh của bạn có dạng tế bào, mô, dây thần kinh và các cơ quan. Nghĩ về một trái tim bị tổn thương hoặc huyết áp cao có xu hướng gợi ý nhiều hơn về những gì bạn đã có. Hãy chấm dứt các triệu chứng, các cơ quan hoặc bất kỳ bộ phận nào của cơ thể. Hãy hướng tâm trí của bạn đến Chúa và tình yêu của Ngài. Cảm nhận và biết rằng chỉ có một sự hiện diện và quyền năng chữa lành, và hệ quả của nó là không có quyền năng nào có thể thách thức hành động của Chúa. Khẳng định một cách lặng lẽ và yêu thương rằng sức mạnh nâng cao, chữa lành, tăng cường của sự hiện diện chữa lành đang chảy qua bạn khiến bạn trở nên hoàn toàn bất ngờ. Hãy biết và cảm nhận rằng sự hài hòa, vẻ đẹp và sự sống của Đức Chúa Trời biểu lộ trong bạn như sức mạnh, sự bình an, sức sống, sự trọn vẹn và hành động đúng đắn. Nhận thức rõ ràng về điều này và trái tim bị tổn thương hoặc cơ quan bệnh tật khác sẽ được chữa khỏi dưới ánh sáng của tình yêu thương Đức Chúa Trời. Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Sách Cô-rinh-tô quyển 1 chương 6 mục 20.
cơ thể sẽ được chữa khỏi dưới ánh sáng của tình yêu thương Đức Chúa Trời. Những điểm cần nhớ: 1. Quyền năng chữa lành của Đức Chúa Trời ở trong bạn loại bỏ bất kỳ khối cảm tinh thần nào và để sức mạnh chữa lành chảy qua bạn. 2. Người hoang tưởng là một người cho phép tâm trí của mình bị chi phối và điều khiển bởi một gợi ý toàn năng nhưng sai lầm. 3. Khi một người mẹ bị kích động và sôi sục với những xáo trộn và giận dữ bên trong, cảm xúc tiêu cực này sẽ được truyền vào tiềm thức của con cô và có thể gây sốt. Hãy để dòng sông bình an của Đức Chúa Trời tràn ngập tâm trí và trái tim. Cơn sốt của đứa trẻ sẽ dịu đi và sự hòa thuận sẽ được phục hồi. 4. Tất cả chúng ta đều là những người chữa lành bẩm sinh, bởi vì sự hiện diện chữa lành vô hạn ở trong chúng ta, và chúng ta có thể liên hệ với nó bằng suy nghĩ và niềm tin của mình. 5. Sức mạnh chữa lành kỳ diệu khiến cơ thể bạn biết cách chữa lành nó. Nó biết tất cả các quá trình và chức năng của cơ thể bạn. Hãy tin tưởng vào sức mạnh chữa lành và chấp nhận một sự chữa lành ngay bây giờ. 6. Bạn có thể tự phục hồi sức khỏe và sự hài hòa khi thường xuyên thiền định về sự hài hòa, sức sống, toàn vẹn, vẻ đẹp và sự hoàn hảo. 7. Trong Kinh Thánh, các nguyên tắc được nhân cách hóa thành con người để làm cho việc miêu tả và tương tác trở nên sinh động và mạnh mẽ. Bạn có thể vượt qua cảm giác tự ti bằng cách kết hợp với Chúa và bằng cách cảm nhận rằng con người hòa hợp với Chúa. 8. Không có bệnh nan y. Có những người mắc bệnh nan y tin rằng họ không thể được chữa lành, và theo niềm tin của họ là điều đó đã được thực hiện đối với họ. 9. Đức tin chữa lành là chữa bệnh mà không cần biết bất kỳ hiểu biết khoa học nào về các lực lượng liên quan. Còn chữa bệnh bằng tâm linh là sự kết hợp và hoạt động hài hòa của tâm trí, ý thức và tiềm thức của bạn, được hướng dẫn một cách khoa học cho một mục đích cụ thể. Trong mọi trường hợp, tiềm thức sẽ được chữa lành bất kể kỹ năng hoặc quy trình được sử dụng. Làm thế nào bạn có thể đối mặt với sự bất khả kháng trong cuộc sống của chính mình? Đừng để từ nan y làm bạn sợ hãi. Nhận ra rằng bạn đang đối phó với trí tuệ sáng tạo đã tạo ra cơ thể của bạn. Và mặc dù một số người đàn ông sẽ nói rằng việc chữa lành là không thể, hãy yên tâm rằng sự hiện diện chữa lành vô hạn này có sẵn ngay lập tức, và bạn luôn có thể sử dụng sức mạnh của nó thông qua luật sáng tạo của tâm trí mình. Hãy tận dụng sức mạnh này ngay bây giờ và thực hiện những điều kỳ diệu trong cuộc sống của bạn. Hãy nhớ rằng phép màu không thể chứng minh điều đó là không thể, nó là một xác nhận về điều đó là có thể. Vì Đức Chúa Giêsu ngõ môn đồ mà phán rằng điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được. Sách Ma-thi-ơ chương 19 mục 26. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ chữa lành thân thể ngươi và chữa vết thương ngươi, vì chúng nó đã gọi ngươi là kẻ bị bỏ mà rằng ấy là Si-ôn chẳng ai ngó ngàng đến. Sách Giê-rê-mi chương 30 mục 17. Từ Chúa trong Kinh Thánh có nghĩa là quy luật sáng tạo của tâm trí bạn. Có một nguyên tắc chữa lành nằm sâu trong toàn bộ vũ trụ, chảy qua các mẫu, hình ảnh và lựa chọn tinh thần của bạn và phản ánh chúng dưới dạng hình thức. Bạn có thể mang lại cho cuộc sống của bạn bất cứ điều gì bạn muốn thông qua nguyên tắc chữa lành vô hạn này hoạt động thông qua tâm trí của chính bạn. Bạn có thể sử dụng nguyên tắc chữa lành phổ quát này cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. Nó không chỉ giới hạn trong việc chữa lành tâm trí hoặc cơ thể, nó cũng chính là nguyên tắc thu hút bạn trở thành người chồng hoặc người vợ lý tưởng, giúp bạn phát đạt trong công việc kinh doanh, tìm thấy cho bạn vị trí đích thực trong cuộc sống và tiết lộ câu trả lời cho những vấn đề khó khăn nhất của bạn. Thông qua việc áp dụng đúng nguyên tắc này, bạn có thể trở thành một người bán hàng, nhạc sĩ, bác sĩ hoặc bác sĩ phẫu thuật tuyệt vời. Bạn có thể sử dụng nó để mang lại sự hòa hợp ở nơi có bất hòa, hòa bình để thay thế nỗi đau, niềm vui thay cho nỗi buồn, và sự giàu có thay cho nghèo đói. Chữa lành bệnh phù thủng, hay chúng ta vẫn gọi là bệnh cổ trướng. Tôi biết một người đàn ông ở London, nước Anh, người không chỉ rất sùng đạo mà còn hoàn toàn không có ác ý hay oán hận. Tuy nhiên, anh chứng kiến cha mình chết vì cổ trướng, và điều đó đã gây ấn tượng rất sâu sắc và lâu dài đối với anh. Anh ấy nói với tôi rằng, suốt cuộc đời anh ấy kể từ sự kiện đó, anh ấy sợ rằng điều tương tự sẽ xảy ra với mình. Anh ấy cũng nói với tôi là cha của anh ấy trong cách điều trị đã từng được vỗ nhẹ bằng một dụng cụ
và bác sĩ sẽ hút một lượng lớn từ vùng bụng của ông ấy. Nỗi sợ hãi kéo dài không bao giờ được hóa giải chắc chắn là nguyên nhân dẫn đến tình trạng cổ trướng của anh ta. Anh ta không biết sự thật tâm lý đơn giản mà tiến sĩ Phineas Pacut Quimby ở Manor đã làm sáng tỏ khoảng 100 năm trước. Tiến sĩ Quimby nói rằng nếu bạn tin vào điều gì đó, điều đó sẽ hiển hiện, cho dù bạn có ý thức về nó hay không. Nỗi sợ hãi của người đàn ông này lớn dần thành niềm tin, anh ta sẽ trở thành nạn nhân của chứng rối loạn tương tự đã từng gây rắc rối cho cha anh ta. Tuy nhiên, lời giải thích này đã giúp ích đáng kể cho người đàn ông này. Anh ta bắt đầu nhận ra rằng anh đã chấp nhận một lời nói dối là sự thật. Tôi đã chỉ ra cho anh ta rằng nỗi sợ hãi của anh ta là sự sai lệch sự thật, một nỗi sợ hãi không có sức mạnh thực sự, bởi vì không có nguyên tắc đằng sau bệnh tật. Có một nguyên tắc của sức khỏe không có bệnh tật, một nguyên tắc của sự dồi dào không có sự nghèo đói, một nguyên tắc trung thực không gian dối, một nguyên tắc của toán học không có sai sót, và một nguyên tắc của cái đẹp không có cái xấu. May mắn thay, niềm tin của anh ấy là vào sức mạnh duy nhất điều khiển anh ấy, và anh ấy biết rằng tâm trí của mình có thể được sử dụng theo hướng tiêu cực hoặc tích cực. Anh ta đã đưa ra một kết luận chắc chắn trong tâm trí mình bằng cách lập luận rằng sự hiện diện chữa lành khiến anh ta vẫn ở đó, và căn bệnh của anh ta là do một nhóm rối loạn của những suy nghĩ ngâm mình trong bệnh tật. Do đó, anh ta sắp xếp lại tâm trí của mình để phù hợp với khuôn mẫu thánh linh về sự hài hòa, sức khỏe và toàn vẹn. Trước khi đi ngủ vào buổi tối, anh ấy sẽ khẳng định bằng cảm giác và với ý nghĩa sâu xa đằng sau mỗi từ rằng sự hiện diện chữa lành giờ đây sẽ hoạt động, biến đổi, chữa lành, phục hồi và kiểm soát tất cả các quá trình của cơ thể tôi theo trí tuệ và bản chất thiêng liêng của nó. Toàn bộ hệ thống của tôi được làm sạch, thanh lọc và nhanh chóng nhờ năng lượng sống động của Chúa. Sự tuần hoàn, đồng hóa và loại bỏ thiêng liêng hoạt động trong tâm trí và cơ thể tôi. Niềm vui của Chúa là sức mạnh bền bỉ của tôi. Tôi được tạo ra từ mọi khía cạnh và tôi xin cảm ơn. Anh lặp lại lời cầu nguyện này mỗi đêm trong khoảng 30 ngày. Vào cuối thời điểm đó, tâm trí của anh ta đã đạt đến niềm tin về sức khỏe, và bác sĩ của anh ta đã chứng nhận anh ta toàn vẹn và hoàn hảo. Các bước chữa lành. Bước đầu tiên trong việc chữa lành là không sợ tình trạng bệnh biểu hiện ngay từ lúc này. Bước thứ hai là nhận ra rằng điều kiện chỉ là sản phẩm của suy nghĩ trong quá khứ sẽ không còn sức mạnh để tiếp tục tồn tại. Bước thứ ba là về mặt tinh thần để tôn cao quyền năng chữa lành kỳ diệu của Đức Chúa Trời trong bạn. Quy trình này ngay lập tức sẽ ngăn chặn việc sản sinh ra tất cả các chất độc tinh thần trong bạn hoặc trong người mà bạn đang cầu nguyện. Sống trong hiện thân của ước muốn của bạn và suy nghĩ cảm giác của bạn sẽ sớm được thể hiện. Đừng để mình bị lung lay bởi ý kiến của con người và những nỗi sợ hãi thế gian. Nhưng hãy sống trong tình cảm với niềm tin rằng chính Chúa đang hành động trong tâm trí và thể chất của bạn. Bị mù tâm linh. Hàng triệu người bị mù, tức là họ bị mù về tâm lý và tâm hồn, vì họ không biết rằng họ trở thành những gì họ nghĩ suốt ngày. Con người mù quáng về tâm linh và tinh thần khi bị người khác ghét bỏ, oán hận hoặc đố kỵ. Anh ta không biết rằng anh ta thực sự đang tiết ra chất độc tinh thần có xu hướng tiêu diệt anh ta. Hàng ngàn người liên tục nói rằng không có cách nào để giải quyết vấn đề của họ và tình hình của họ là vô vọng. Một thái độ như vậy là kết quả của sự mù quáng tâm linh. Con người bắt đầu nhìn thấy tinh thần khi anh ta có được sự hiểu biết mới về sức mạnh tinh thần của mình và phát triển một nhận thức có ý thức rằng trí tuệ và sự thông minh trong tiềm thức của anh ta có thể giải quyết mọi vấn đề của anh ta. Mọi người nên nhận thức được mối quan hệ và sự tương tác lẫn nhau của tâm trí ý thức và tiềm thức. Những người đã từng mù quáng trước những lẽ thật này, sau khi xem xét nội tâm cẩn thận, giờ đây sẽ bắt đầu nhìn thấy tầm nhìn về sức khỏe, sự giàu có, hạnh phúc và sự an tâm có thể là của họ thông qua việc áp dụng đúng các quy luật của tâm trí. Tầm nhìn tâm linh vĩnh hằng và không thể phá hủy. Chúng ta không tạo ra tầm nhìn, thay vào đó chúng ta thể hiện hoặc giải phóng nó. Chúng ta nhìn bằng mắt, nhưng không phải bằng mắt. Giác mạc của mắt bị kích thích bởi sóng ánh sáng từ các vật thể trong không gian thông qua dây thần kinh thị giác. Những kích thích này được đưa đến não. Khi ánh sáng bên trong hay trí thông minh gặp ánh sáng bên ngoài theo cách này, bằng một quá trình diễn giải và chúng ta nhận thấy.
Đôi mắt của bạn tượng trưng cho tình yêu thiêng liêng và sự vui thích đối với đường lối của Đức Chúa Trời, cộng với sự đói khát và khao khát lẽ thật của Ngài. Mắt phải của bạn tượng trưng cho suy nghĩ đúng đắn và hành động đúng đắn. Con mắt bên trái tượng trưng cho tình yêu và sự khôn ngoan của Chúa. Hãy suy nghĩ đúng đắn và truyền thiện ý cho tất cả mọi người, và bạn sẽ tập trung hoàn hảo. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: hãy sáng mắt lại, đức tin của ngươi đã chữa lành ngươi. Tức thì người sáng mắt đi theo Đức Chúa Giê-xu ngợi khen Đức Chúa Trời. Hết thảy dân chúng thấy vậy đều ngợi khen Đức Chúa Trời. Sách Luca chương 18, mục 42-43. Cầu nguyện đặc biệt cho mắt và tai. Tầm nhìn của tôi là tâm linh, vĩnh cửu và là phẩm chất của ý thức tôi. Đôi mắt của tôi là những ý tưởng thiêng liêng và chúng luôn hoạt động hoàn hảo. Nhận thức của tôi về chân lý tâm linh rất rõ ràng và mạnh mẽ. Ánh sáng của sự hiểu biết ló dạng trong tôi. Tôi càng ngày càng thấy nhiều lẽ thật của Đức Chúa Trời. Tôi nhìn thấy về mặt tâm linh, tôi thấy về mặt tinh thần, tôi thấy về mặt thể chất, tôi nhìn thấy hình ảnh của chân thiện mỹ ở khắp mọi nơi. Sự hiện diện chữa lành vô tận bây giờ, ngay thời điểm này đang xây dựng lại đôi mắt của tôi. Chúng là những công cụ hoàn hảo thánh linh, cho phép tôi nhận thông điệp từ thế giới bên trong và thế giới bên ngoài. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong mắt tôi. Tôi nghe sự thật, tôi yêu sự thật, tôi biết sự thật. Đôi tai của tôi là những ý tưởng hoàn hảo của Chúa, luôn hoạt động hoàn hảo. Đôi tai của tôi là công cụ hoàn hảo bày tỏ sự hòa hợp của Đức Chúa Trời với tôi. Tình yêu vẻ đẹp và sự hòa hợp của Đức Chúa Trời chảy qua đôi mắt và đôi tai của tôi. Tôi hòa hợp với vô hạn. Tôi nghe thấy tiếng nói nhỏ bé tĩnh lặng của Chúa trong tôi. Đức Thánh Linh làm cho thính giác của tôi trở nên nhạy cảm và đôi tai của tôi được mở ra và tự do. 1. Con người nói điều đó là không thể, nhưng với Chúa mọi điều đều có thể. Bạn có thể được chữa lành bởi Đức Chúa Trời, đấng đã tạo ra bạn. 2. Nguyên tắc chữa lành chảy qua các mô hình tư duy và hình ảnh trong tâm trí của bạn, đưa tất cả những điều bạn mong muốn thành biểu hiện. 3. Nếu bạn tin vào điều gì đó, điều đó sẽ hiển hiện, cho dù bạn có đang nghĩ về nó một cách có ý thức hay không. Chỉ tin vào điều chữa lành, ban phước và truyền cảm hứng cho bạn. 4. Hãy tôn cao quyền năng của Đức Chúa Trời ở trong bạn và bạn sẽ ngăn chặn sự lây lan của bất kỳ bệnh tật nào trong cơ thể. 5. Lòng biết ơn được gần Chúa. Hãy để mọi lời cầu nguyện của bạn được biết đến với sự ngợi khen và cảm tạ. 6. Bạn mù quáng về mặt tâm linh khi bạn không biết rằng những suy nghĩ là sự vật, rằng những gì bạn cảm thấy, bạn thu hút và những gì bạn tưởng tượng, bạn trở thành. 7. Tầm nhìn là tâm linh, vĩnh cửu và không thể phá hủy. Một lời cầu nguyện tuyệt vời cho đôi mắt là thường xuyên khẳng định: tôi thấy tốt hơn về mặt tâm hồn, tinh thần và thể chất. 8. Tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sách Thi Thiên, chương 121, mục 1. Hết. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của cuốn sách Các bước để chữa lành của tiến sĩ Joseph Murphy. Việt Dũng và Sách Nói VN xin kính chúc toàn thể quý thính giả và các bạn nghe sách nói một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt và giàu có viên mãn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những cuốn sách tiếp theo. Trân trọng cảm ơn.